Hello, chào mọi người nha. Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Người Con Bình Thuận của mình nha. Thì các bạn, hôm nay mình chia sẻ một cái công thức này. Thì mình hy vọng là nó có thể giúp ích cho bà con được cái mùa trong điện và rút ngắn cái thời gian trong điện lại. Cũng là một cái công thức kích thích mầm hoa, nhưng mà nó có giá trị là rẻ hơn. Nó rẻ hơn cái những cái dòng kích mầm hoa trước đây mình chia sẻ ha. Nó hỗ trợ gì mình là trong điện là mình ít lại thời gian, và mình nó làm là khả năng là mặt cành những cái vườn mà đang chạy điện mà bị tớp cành đó mọi người, và những cái vườn mà mình cắt trái xong mà nó bị teo tớp cành đó, thì mình xịt cái này lên thì nó cũng làm cho xanh và mặt cành lại. Chúng ta có thể kết hợp chung với lại những cái bộ mà xịt trị vàng đầu cành đó mọi người, chúng ta bỏ và chúng ta xịt ở trên đầu cành, trên đầu trụ đó, thì nó cũng sẽ xanh lại và nó hỗ trợ vấn đề là ra cái chồi thanh long hiệu quả hơn nha mọi người. Thì cái tháng mà tháng 10 âm lịch đó là chúng ta bắt đầu chúng ta lấy mầm ha. Tại vì tháng này chúng ta mà lấy mầm á, thì trời mưa nhiều nó sẽ gây ra nấm, không lấy được. Thì tháng 10, tháng 11 chúng ta bắt đầu lấy mầm, thì mình sử dụng cái dòng này cho nó ra mầm luôn. Thì cái dòng sản phẩm này nó có thể thay thế cho cái sản phẩm mà Nitrofos kích mầm hoa đó mọi người. Thì Nitrofos kích mầm hoa 10 thì thằng này nó cũng được 9 nha mọi người, thì nó rất là đạt. Thì mình xài thì mình thấy rất là đạt, nên mình thì luôn tìm những cái dòng đó mọi người, nó rẻ hơn những cái dòng khác. Ví dụ như những cái dòng khác nó mắc hơn xíu, thì thằng này mình phải luôn tìm những cái dòng rẻ mình xài, thì theo cái giá cả thanh long thị trường hiện tại như mọi người. Thì ví dụ như thanh long mà 30-40 ngàn thì mình cũng chịu khó mình mua những cái dòng khác mình xịt. Còn khi thanh long mà nó rẻ như hôm nay, như hôm nay giá cả thì nó không ổn định, đẹp thì được 13-14 ngàn mà xấu thì nó được có 9-10 ngàn nha mọi người, tùy theo cái thời năng lượng và cái hiệu quả chúng ta làm. Nên hôm nay mình tìm ra được cái dòng mà siêu lăng cộng ma dê này mọi người, thì xịt ở trên cành thanh long nó giúp được hỗ trợ cái là vấn đề kích thích mầm hoa, và mình giảm ngắn thời gian trong đèn lại. Như nhiều vườn ví dụ như chúng ta chạy đợt 2 đợt 3 đó mọi người, chúng ta có thể chạy đèn lên tới 19 20 đêm, nhất là những cái bạn những bà con mà chạy bóng đèn led 9W 10W rồi đó. Thì nếu mà chúng ta ăn lượt 2 lượt 3 chúng ta chạy mà 13 14 đêm như lượt đầu thì làm sao mà ra nổi. Chúng ta buộc chúng ta phải kéo lên tới 19 20, hoặc có vườn mà chúng ta sợ gần núi lạnh chúng ta phải kéo lên 22 23 đêm. Thì nó tại vì bóng led nó nhẹ điện, chúng ta phải kéo vậy, mà kéo vậy thì nó lâu quá đôi lúc thì nó sẽ trật cái lưới đèn chúng ta đánh. Ví dụ chúng ta đánh canh ngày tháng Tết mà chúng ta đánh như vậy thì nó quá lâu, ví dụ như vậy nha mọi người. Thì mình xịt cái thằng siêu lăng cộng ma dê này lên, nó sẽ hỗ trợ được cái vấn đề mà rút ngắn thời gian trong đèn lại. Thì nó cũng xịt đúng thằng kia, trước chạy 5 ngày chúng ta pha một lần, phun một lần, rồi chạy được 10 đêm chúng ta phun một lần, rồi khi mà rút điện được 2 đêm thì chúng ta cũng phun lại một lần nữa. Thì cứ một lần phun là cứ 2 tới 30 ml nha. Cái chai này là 500 ml nhưng mà nó nặng tới 1 kg là mọi người. Rồi nó là siêu lăng ma dê, nó rất là rẻ. Thì cái chai này thì mình mua ngoài thị trường là có giá là 80 ngàn nha mọi người. 80 ngàn mà phun cho được 10 bình 16 lít, mỗi lần phun là 50 ml, thì nó rất là rẻ ha. Có 80 ngàn thôi mà rẻ và đạt nữa. Nên hy vọng là cái siêu lăng ma dê này nó sẽ giúp đỡ bà con và hỗ trợ bà con ở trong vấn đề mà chạy điện, và giảm được thời gian trong điện, và mình giảm được cái chi phí nữa mọi người ha. Còn tăng ngày chạy thì nó sẽ tăng ký điện và giá điện nó sẽ cao, chúng ta cũng khó là rút, đôi lúc là nó rút chúng ta trễ thời gian đánh điện của chúng ta đi. Thì cái siêu lăng ma dê này theo mình nghĩ nó sẽ hỗ trợ các bạn. Tại vì mình xịt thì thời gian trước thì mình hay xịt cái sản phẩm Nitrofos đó mọi người, của HVO á, nhưng mà là bữa giờ là hết hàng, dịch bệnh này rồi công ty hình như không làm ra nữa sao, là không có hàng luôn nha mọi người. Thì bây giờ không có một gói Nitrofos nào luôn, là mình cũng gọi rất là nhiều không có, nên mình mới đi tìm tòi để mình kiếm cái sản phẩm khác để mình xịt. Tại vì mình đánh tới lượt 3 rồi mọi người, vườn của mình đánh tới lượt 3 rồi, nên mình kiếm mà những cái dòng khác để mình xịt lên thì nó không có. Nhưng sau này mình đi tìm ra mua cái dòng siêu lăng cộng ma dê này nè, là mình đi xịt, mình xịt thử. Tại vì lần trong biển lần 3 rồi nó rất là khó ra, thì mình cũng chạy được có 18 đêm thôi, mình chạy 18 đêm mình cấp cái bữa mà mùng 3 vừa rồi đó mọi người, thì nó ra một trụ chắc bèo bèo chắc cũng phải khoảng cỡ 20 giây. Mùng 3 mình cấp mùng 3 đây, bữa nay là mùng 10 rồi, mình cấp được 7 đêm.
nó ra bèo bèo chứ không phải cái trụ 20 giây á mọi người, ra khá là đạt. Còn một pha nữa là mình đang chạy bữa 22 âm lịch thì mình tính là cúp mùng 10 tối nay nè, mà bữa giờ trời mưa nhiều quá, mình thấy hàng chổi nó ra trên đèn mọi người, thì mình quyết định là mình cúp là bữa 13 âm lịch. Bà con nào khi xem được video này của mình á mà cũng có cái ngày chạy giống như mình là 22 âm lịch á, thì có thể cúp ngày 13 âm lịch luôn nha, để có hiệu quả hơn. Và sau cái pha đánh lượt đi á, thì chúng ta đánh lượt về thì nhớ cái mua cái chai siêu lăng cộng kali, siêu lăng cộng AG thế nè, xịn lên để hỗ trợ vấn đề mà trong đèn nha mọi người, và nó giảm thì giảm khả năng cái thời gian trong đèn của mình lại, nó giúp cho mập cành xanh cành nha. Những cái vườn mà hay tình trạng bị dây bị suy bị yếu rồi đó thì mua mà xịt lên thì rất là hiệu quả, thì có giá là 80.000 một chai. Bà con nào mà cần mua xịt thì có thể liên hệ qua số phận của mình và mình sẽ ship về cho mọi người để mọi người xịt, để giảm thiểu giảm khả năng chạy điện á, giảm được cái tiền điện, giảm được cái thời gian nha mọi người. Xài thì rất là đẹp, mình thấy dây nó xanh, nó xanh nó mập thì nó cũng không bằng Nitrofos. Nitrofos 10 thì nó cỡ 7 hoặc 8 á mọi người, nó không có được 100% như Nitrofos, nhưng mà nó khả năng là mình thấy nó rất là ok, tại vì nó là lăng hữu hiệu nó là 29%, kali là 5%, kali hữu hiệu mọi người, magie là 3,9%. Cái này á là những cái vườn nào mà các bạn xịt lan rồi đó, chơi lan kiển á, chúng ta pha một nắp này nè, cho bình 16 lít chúng ta xịt lên thành cái lan á, lâu lâu chúng ta xịt lên với trời nắng á, nó chúng ta xịt lên chỗ xanh lá cộng thêm cái lúc khuẩn nấm vô, hay trời mưa nó hay bị tình trạng mà lá lan bị ăn nấm, bỏ nấm vô, bỏ cái này vô xịt cho nó cứng xanh đẹp. Mình vẫn luôn xài nha mọi người, vẫn luôn xài những sản phẩm và xịt lên dây thì mình thấy nó rất là hiệu quả, hy vọng là nó sẽ giúp ích cho bà con rất là nhiều nha. Còn chúng ta mà không có, nó không, nó là thay thế luôn á, nó là mình thấy thay thế cho thằng Nitrofos luôn á mọi người. Cho Nitrofos bữa nay là xài đẹp á, nhưng mà bà con kiếm không ra nữa đâu, tại vì mình theo mình điện ý, mình điện về nhiều công ty thì không có sản xuất nữa, không có làm ra Nitrofos nữa, nên người ta không có cái nguồn để làm ra mọi người, không có cái nguồn để làm cái Nitrofos nữa, thì không biết là sẽ như thế nào, nên mình thấy là mình mua xịt thằng siêu lăng là về mà thấy thay thế được cái đó luôn á. Siêu lăng rất là đạt nha mọi người, tại vì mình đi tới lượt, mình đánh tới lượt 3 rồi chứ đâu phải lượt 2 hay lượt 1 đâu, mà mình nói là vấn đề mà thời tiết nó khác, mình đánh tới lượt 3 về, đánh lượt về rồi, nên mình thấy thằng này xài rất đạt, dây nó cứng mập. Nói chung là trái mai mốt không biết lớn như thế nào, nhưng mà bớt hiện tại mình đánh thằng xịt thằng này vô chạy điện ra rất là ngon, hy vọng là trái nó sẽ không bị ảnh hưởng gì và dây sẽ không sao ha mọi người ha. Còn bà con nào muốn mua thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mình nha, thì mình sẽ ship về cho mọi người. Nó đơn giản, 500ml chỉ có 80.000, 80.000 được 10 bình 16 lít, còn cái kia là 37.000 mà 20 lít, mà chúng ta phun 10 bình như vậy là chúng ta có tới 370.000, phun một lần 10 bình 370.000, còn này 10 bình có 80.000, 80.000 thôi nha mọi người. Quá là đơn rẻ, quá là rẻ và quá là đơn giản, tiết kiệm tiền và tiết kiệm điện nữa nha mọi người. Siêu lăng cộng magie hy vọng sẽ giúp ích được cho bà con nông dân của mình ha. Còn bây giờ cuối video xin chào và hẹn lại mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng YouTube Người Con Bình Thường của mình nha. Hãy đăng ký kênh ủng hộ mình và hãy chia sẻ video này ra để cho nhiều người biết tìm mua cái chai siêu lăng cộng magie nha mọi người, để xịt nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.